Chị, nay có thấy giống gì hả? Trời ơi, nhìn ở ngoài chứ đẹp hơn nha. Cái da em chị thấy không? Mặt mộc luôn nè. Trời ơi, da đẹp quá à. Đây nè, chị cũng xài bộ bên em nè. Bữa nay em thấy đỡ hẳn luôn. Không, này da trắng dữ lắm chị, đẹp. Cái bộ combo tốt lắm, em về kia chị xài hết bộ hả? Xài hết thì đó, bữa nay quay lại nè. Đây cho chị mượn cho bác. Đây nè cả nhà, cái combo cốt nấm xâm vàng ngày đêm nhà em là cốt nấm đêm thành phần chính Micellin Niacinamide mà thâm nám. Cốt nấm ngày Albutin kích trắng da nâng tông kết hợp với chống nắng, còn đây là serum khóa nám, tan nám. Giờ đi, hết bộ bởi da đẹp gì, nay mua bộ nữa hả? Đúng rồi, đẹp quá cho nên là phải quay lại mua liền đây nè. Hôm trước có tình yêu ơi, cái da này là lỗ chân lông to nha, và hai bên nám, chân đinh với lại là nấm mặt hai bên gò má, bây giờ nhìn da nè. Chị đang như tuổi đó cho mọi người nghe đi chị yêu. Chị năm nay 44 tuổi rồi. 44 tuổi mà làn da nhìn tưởng ba mấy tuổi luôn á mọi người. Hả? Hôm nay là bắt đầu là lão hóa dữ lắm nè. Vậy tự nhiên 25-6 tuổi tự nhiên nám đâu đổ lên đó chị em. Đúng rồi á, tại vì cái tình trạng của mình là đang ở thời kỳ tiền mãn kinh đó. À, thì ra là vậy. Đó. Chị xài thấy bộ hay sao? Trời quá ok, bữa nay quay lại có chương trình khuyến mãi gì không? Khuyến mãi gì đâu, hôm qua khuyến mãi không mua, 12 tháng mai. Giờ hết rồi. Hết rồi, nhưng mà bình thường chị mua cái combo này 800 chai rồi. Nhưng mà hôm mà từ hôm mà em ra cái chiến lược mà toàn 469 là mong muốn bà con miền Tây mình xài với giá ưu đãi á chị. Đó. Bà giờ yêu. Là 469 hả? Rồi. Lấy em lấy bộ về xài đi. Vậy giờ sao ta? Phải để tới 2-3 bộ ha. Để tới Đức Hàn em nói thiệt. Mấy này là hết hàng. Để bà bảo nha. Ok.